Hoa này mình tô màu hồng nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chiếc lá này mình tô màu xanh. Hoa này mình tô màu đỏ nha. Các bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn nào cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.